Ông cháu cắt tóc à? Vâng. Mày cắt cho ông cháu chú cái. Nó vừa ở vừa đi mấy năm mới về ông cháu ạ. À? Đi đâu ấy? À thì đi ấy là đi nghĩa vụ quân sự ở mới ra quân ông cháu ạ. À. Anh mày xem nào đầu đằng cháu chú đây mà. Đây ở nghĩa vụ quân sự bọn nó cắt đầu cho mày như lồi đất này, mày nhìn này, vợ quay xung quanh này. Mày xem nào về thiết kế cho đằng cháu chú quả đầu đẹp trai tí nhá. Ok em chú ơi. Làm cho nó quả layer bông đi. Layer bông thì ok rồi chú. Cắt nhìn này quân đội cắt như lờ lồi đất này, cay thật đi. Đấy ông cháu yên tâm nhá. Vâng. Hai đệ tử chú nhá. Vâng. Ông cháu cắt đó cẩn thận nhá, tí chú ra chú ra đá bát phở bát rồi chú vào chú đón nó đi chơi phát. Mới về, mới quân đội về cho nên là hơi bị bỡ ngỡ ông cháu nhá. Vâng. Đấy, có cái gì bảo anh ấy nhá. Vâng, chú. Ok. Dậy đi ông em ơi. Anh à, quả đầu ông anh cắt em đẹp quá nhỉ. Quả đầu anh sửa em à ấy, được không? Được quá anh ạ. Để em gọi ông chú em vào trả tiền cho anh. Ok, ok, em gọi. Chú ơi. Sao? Đấy, cháu. Vào đây, vào đây. Cắt xong xong rồi à? Vâng. Xong rồi, chú xem. Đâu, vào đây xem vào. Quả đầu của cháu. Ưng chưa? Đúng quá, đẹp không không? Quá đẹp. Ồ, trên quân đội cắt cho mày như cái lồi đất ấy. Đằng này đệ chú mà chú dậy mà. Vâng. Ờ thế trả tiền nhà chưa? Cháu chưa. Ờ thế nè qua của chú hết 3 tiền nhỉ? Ôi ông chú dậy cháu cắt tóc sư phụ thì cháu lấy làm gì? Cháu cắt vớ va vớ vẩn đi. Tình cảm thôi, tình cảm thôi. Sư phụ mày còn phải nuôi vợ con mày chứ bao tiền? Một lốp thôi nhưng mà cháu không cầm đâu. Đưa mày đây chú chuyển khoản cho nó. Chuyển qua 200 luôn thì mày còn nuôi vợ con thì chú dậy mày lại vẩn này. Chứ ông chú nói là này cháu... Rồi chuyển 200 đi nhá. Thôi về đi ông cháu ơi. Ờ thì mày còn phải nuôi vợ con đi. Mày vừa đi cho chú đi. Mày lấy gì nuôi vợ con về đi ông cháu ơi. Ok rồi đây. Ông Hoàng Phúc rồi gì? Lần sau cứ ra đây mà cắt nha thằng đệ chú đấy. Nhá cửa hàng nó đây còn... Mấy em về... Thôi về đi, về đi gặp chú cá đi ông cháu. Trông mày như cột điện ấy.